Thời gian qua, người dân các xã Liêm Thủy, Mai Thủy và thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, nơi có đường 16 đi qua hết sức khổ sở vì những hệ lụy từ các xe tải ben chở vật liệu xây dựng. Ghi nhận của chúng tôi cho thấy, các xe ben chở đầy vật liệu xây dựng như đất, đá phục vụ thi công các công trình trong khu vực. Xe nào xe nấy có thùng khủng và chở đầy thùng. Số xe này được nhập về trước thời hạn thông tư số 32/2012, thông tư Bộ Giao thông Vận tải ngày 9 tháng 8 năm 2012, quy định về kích thước giới hạn thùng chở hàng của các phương tiện tham gia giao thông đường bộ có hiệu lực. Theo đó, chủ xe phải tự cắt thành thùng xe hoặc sẽ bị lực lượng chức năng yêu cầu cắt nếu vi phạm chở quá tải bị phát hiện. Tìm hiểu được biết, những xe có thùng lớn dạng này nếu chở vật liệu xây dựng đầy thùng thì chắc chắn quá tải, đặc biệt là chở đá. Tuy nhiên, ghi nhận trên đường 16 cho thấy rất nhiều xe chở đầy thùng chạy ngang nhiên, thậm chí có xe còn vượt đèn đỏ ở ngã tư đông người tại thị trấn Kiến Giang mà không hề bị xử lý. Trao đổi với phóng viên Thanh Niên, ông Lê Quốc Cường, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Bình cho biết, chúng tôi vận động doanh nghiệp và lái xe tự cắt thùng, vi phạm lần một sẽ bị xử phạt và làm cam kết. Vi phạm lần hai là nhất định cắt. Với những xe vi phạm sẽ thông báo cho công an và đăng kiểm, sẽ không bao giờ được đăng kiểm. Nếu được đăng kiểm mà bị phát hiện thì giám đốc trung tâm đăng kiểm sẽ mất chức. Hiện vẫn còn một số phương tiện lén lút trốn trạm kiểm tra. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ phạt nguội qua hình ảnh và người dân có thể gọi điện số điện thoại nóng để kịp thời xử lý. Tính đến nay, đã có 195 trên 322 xe đã cắt trên dưới 10 tấn. Cũng trong 8 tháng đầu năm nay, lực lượng chức năng đã kiểm tra 9.582 xe, phát hiện 887 xe vi phạm quá tải, tước giấy phép 120 trường hợp.